xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Du lịch online cùng John Tours. Hôm nay admin xinh đẹp dễ thương sẽ giới thiệu video thứ 5 trong chuỗi bài 14 hòn đảo phía Nam Phú Quốc, đó là về Hòn Thơm. Hòn Thơm, còn được gọi là đảo Dứa, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo An Thới với diện tích 5,7 km2. Đảo trực thuộc phường An Thới, nằm cách cảng tàu khoảng 5 km về phía Nam. Bạn có thể di chuyển đến hòn bằng cáp treo hoặc phương tiện đường biển như tàu, cano. Theo những lời người lớn tuổi, vài trăm năm trước, hàng lượt ghe bầu từ miền Trung kéo về đây khai thác đá mài. Lúc rảnh rỗi, họ vun đất trồng những cây giống thơm mang theo. Dần dà, cây thơm phát triển ra khắp đảo, cái tên Hòn Thơm ra đời từ đó. Trên đảo có rất nhiều bãi tắm hoang sơ và đẹp tự nhiên như bãi Nam, bãi Nồm, bãi Chướng và bãi Trào được du khách cực kỳ yêu thích. Hòn Thơm có hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, đi từ ga An Thới qua Hòn Dừa, Hòn Rỗi rồi đến ga Hòn Thơm. Hòn Thơm là hòn đảo có hai trụ cuối cùng trong hệ thống này. Một điểm nổi tiếng nữa của đảo đó chính là công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á, Aquatopia, mang chủ đề hòn đảo huyền bí với hơn 20 trò chơi hấp dẫn và 6 khu check-in theo chủ đề. Bãi biển mà các bạn đang nhìn thấy đó, có những rặng dừa trải dài, chính là bãi Trào. Một nhà bè nổi trên biển, bè bé phía bên trái, có một cái cầu nối với bãi biển đó, chính là công viên đi bộ dưới biển Eco Beach, nơi bảo tồn và khai thác du lịch các rạn san hô. Mũi Kỳ Lân là điểm lặn ngắm san hô phía bắc Hòn Thơm, là nơi tập trung một trong những rạn san hô đẹp nhất của Phú Quốc. Nơi đây chủ yếu là các tảng đá xếp chồng lên nhau và bao bọc xung quanh bởi hệ thống đá ngầm, nên hệ thống san hô và sinh vật biển phát triển. Video thứ 5 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục Du lịch online cùng John Tours với chuỗi bài về 14 hòn đảo phía Nam Phú Quốc. Hãy đón chờ những phần tiếp theo để xem John Tour mang đến cho bạn những hòn đảo nào nha. John Tour tạm biệt các bạn.